Hôm nay trời quá ư là nắng nóng. Sẽ làm món gì uống để giải nhiệt đây? Chặt dừa. Đúng rồi, chặt dừa. Chặt dừa lấy nước. Chặt cái dừa màu xanh này để lấy nước. Sau đó mình sẽ chế vô máy xay sinh tố. Bữa ra để lấy cái cơm dừa, bữa thêm mấy trái nữa. Trái cơm dừa này vừa rất là vừa ăn, bữa thêm khoảng 3 trái nữa. Sau đó sẽ nạo để lấy cái cơm dừa vừa ăn. Cái trái màu xanh nãy nó cứng cại quá không lấy được. Vừa ăn để hồi để xay, chạy ra lấy cơm dừa. Này, ra lấy cơm dừa. Tiếp tục nãy cái cơm dừa này nó đều đặn, nó sẽ xay nó sẽ ngon hơn là che nó cứng cại. Xay nó ăn sẽ rất là nhiều sơ. Xong, đã cại xong, cài được 3 trái. Trái màu xanh này cứng quá không nại, cứng cài quá, cứng ngắt luôn, cứng quá. Lấy mấy cái mềm mềm thôi. Tiếp theo sẽ bỏ vô máy xay chung với nước dừa cài, xay nhuyễn, xay cho nó nhuyễn. Cho thật là nhiệt. Sau đó mình sẽ cắt thêm khoảng 4 trái chuối, lọc vỏ bỏ vô. Lọc bỏ vô mình cũng bị rớt nữa. Ra ngoài cắt thêm chuối lột bỏ vô. Cắt thêm chuối lột bỏ vô tiếp. Chuối già. Ok, khoảng 4 trái chuối. Sau đó mình sẽ bật máy xay cho nó nhuyễn nhuyễn. Xay cho nó nhuyễn nhừ. Ok, tiếp theo mình sẽ sữa đặc. Chế sữa đặc khoảng 90 ml sữa đặc. Mà uống hơi hơi ngọt ngọt thôi, uống ngọt quá nó sẽ rất là gắt. Uống ngọt nhiều quá cũng không tốt, nên mình bỏ 90 ml sữa đặc. Cũng khoảng 90 ml sữa tươi. Chế vô. Tiếp theo mình sẽ đậy nắp, trộn đều xay nhuyễn.
Ok, đã xong. Giờ đậu phộng. Đậu phộng đã rang rồi. Chế ra một ít. Bóp cho nó tách. Bóp lại cho nó tách tự tách vỏ. Xem để lấy cái hạt. Cái vỏ nếu mà không tách ăn sẽ nó hơi hăng hăng. Sai tiếp tục và chế ra. Bỏ vô khuôn inox. Chế vô khuôn đá. Tận dụng cái khuôn. Chế ra được một cái khuôn inox với lại một cái khuôn đá. Còn mấy cái lẻ lẻ. Ok. Tiếp theo sau đó mình sẽ rắc đầu phộng đã lọc vỏ lên. Rắc đầu phộng lên. Rắc đầu phộng lên mặt. Rắc đầu phộng lên mặt. Rắc đầu phộng lên. Rắc rải okay. Đại lên. Rồi ok. Bỏ vô tủ lạnh. Đã xong. Sau đó ta sẽ bỏ vô tủ lạnh ngăn đá. Bỏ vô tủ lạnh ngăn đá. Chờ đợi. Chờ đợi. Và thành phẩm. Đã thành phẩm. Ok. Đã thành giống như là kem. Kem chuối dừa đậu phộng. Ngọt ngọt béo béo. Ngon ngon thơm thơm. Đơn giản ngon bổ rẻ tự làm. Tự giá nhiệt mùa nóng. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem kênh của mình.